Toyota Land Cruiser 2022 đã có mặt tại Việt Nam, với một số phiên bản khác nhau như VX, VXR nhưng biến thể thể thao GR vẫn chưa có chiếc nào được nhập về. Hiện hãng xe Nhật chỉ phân phối chính hãng với một phiên bản VX duy nhất, khách hàng mua các phiên bản khác chỉ có thể tìm đến các doanh nghiệp tư nhân. Mới đây một chiếc Toyota Land Cruiser GR 2022 đã được nhập về Campuchia với ngoại hình thiết kế ấn tượng và khác biệt. Những thay đổi chủ yếu nhằm mang đến khả năng off-road và vượt địa hình tốt hơn so với bản tiêu chuẩn. Land Cruiser GR 2022 được đảm nhiệm phát triển bởi phân nhánh Gazoo Racing và đây cũng là lần đầu tiên được áp dụng cho mẫu SUV huyền thoại Land Cruiser. Lưới tản nhiệt của xe được thiết kế hoàn toàn mới, trung tâm có dạng lưới sơn đen, phía trên gắn dòng chữ Toyota to bản, hai tấm ốp màu bạc ăn khớp với cụm đèn định vị LED hình chữ Z hai bên. Logo GR đen đỏ cũng đặt trên lưới tản nhiệt. Cụm đèn pha LED giống bên bản tiêu chuẩn. Cản trước cũng được làm to bản sơn màu bạc tương phản màu đen tổng thể. Hai bên thân xe nổi bật với bộ mâm 18 inch sơn đen độc quyền, bậc lên xuống gắn cố định. Đuôi xe không có nhiều sự khác biệt ngoài dòng chữ Land Cruiser sơn tối màu, cản sau màu bạc tương phản. Có thêm logo bản GR đặt bên phải đuôi xe. Ở bên trong, nội thất được bọc ra hai tông màu đen và đỏ thể thao. Logo GR xuất hiện tại tựa đầu ghế ngồi hay trên vô lăng. Ngoài ra do đây là một chiếc thuộc bản kỷ niệm 70 năm thế nên được trang bị gần như full option. Land Cruiser 2022 bản kỷ niệm 70 năm được trang bị màn hình cảm ứng 12,3 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto cho hệ thống thông tin giải trí, màn hình 7 inch sau vô lăng, hệ thống khởi động nhận diện vân tay, máy ion hóa không khí với điều hòa 4 vùng độc lập, cửa cốp đóng mở điện và camera 360 độ, phanh tay điện tử, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống loa gồm 14 loa JBL, hai màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước cho người ngồi sau. Dựa trên nền tảng TNGAF, hệ thống treo biến đổi thích ứng, được trang bị cho Land Cruiser 2022, và hệ thống ổn định hệ thống treo động học được điều khiển điện tử nâng cấp, cũng có mặt. Toyota đã trang bị cho Land Cruiser thế hệ mới hệ thống Multi-Terrain Select tiên tiến hơn, hiện có các chế độ Auto Slow và Deep Slow, trong khi hệ thống Multi-Terrain Monitor kết hợp camera gầm xe. Hệ thống kiểm soát thu thập thông tin đã được nâng cấp duy trì tốc độ của xe khi bạn đang off-road. Trang bị an toàn có công nghệ Safety Sense mới, được trang bị tiêu chuẩn bao gồm ga hành trình thích ứng, phanh tự động và giữ làn đường. Động cơ trên LC300 đặt thấp hơn 28mm và lùi về sau 70mm so với LC200 cũ. Về kích thước tổng thể, mỗi phiên bản sẽ có kích thước khác nhau một chút. Cụ thể, phiên bản GR Sport mới sẽ có chiều dài tổng thể 4.965mm, trong khi biến thể cao cấp nhất sẽ có chiều dài 4.985mm. Land Cruiser mới sẽ cao 1.945mm, rộng 1.990mm đối với phiên bản GR Sport. Tất cả các biến thể của Land Cruiser 2022 đều có chiều dài cơ sở 2.850mm. Ngoài ra, bình xăng của Land Cruiser mới giờ đây nhỏ hơn 15 lít so với phiên bản tiền nhiệm để cắt giảm trọng lượng do động cơ V6 không muốn nhiều xăng như động cơ V8 trước đó. Động cơ V8 hút khí tự nhiên đã không còn nữa và nhường chỗ cho loại V6 tăng áp. Đối với động cơ xăng dung tích 3,5 lít, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cài đặt hiệu suất đầu ra là 409 mã lực và 650 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, được bổ sung 3 chế độ khóa V-Sai và hệ dẫn động 4 bánh.